Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cà Phê Liên Minh. Như vậy là sau chuỗi BO5 vô cùng kịch tính ngày hôm qua giữa Damwon Kia và T1 với kết quả là chiến thắng 3-2 cho DK, thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với ngày thi đấu thứ hai vòng bán kết giải đấu Liên Minh Huyền Thoại hấp dẫn nhất hành tinh. Ở nhánh còn lại, sau khi xuất sắc vượt qua Cloud9 và đương kim vô địch MSI RNG, Genji và Elwes Gaming sẽ gặp nhau trong trận bán kết 2 để quyết định ai sẽ là chủ nhân tấm vé cuối cùng đến với vòng chung kết đối đầu với Damwon Kia. Trận đấu hôm nay cũng hấp dẫn không kém khi đây không chỉ là cuộc đại chiến Trung Hàn mà còn là cuộc chạm trán giữa những cái tên lớn của hai khu vực Scout đối đầu với BAD, Viper đối đầu với Ruler. Trái với sự chênh lệch về kinh nghiệm và thời gian thi đấu của trận bán kết 1, cả hai đội tuyển ngày hôm nay khá đồng đều về thời gian thi đấu và có sự tương đồng trong lối chơi khi đều chọn cho mình lối đánh chậm mà chắc. Không để các bạn chờ lâu hơn nữa, xin mời các bạn cùng Cà Phê Liên Minh nhìn lại diễn biến của ngày thi đấu thứ hai vòng bán kết chung kết thế giới 2021. Game 1. Ở ván thi đấu đầu tiên, Elwes Gaming sẽ ở bên đội xanh, còn Genji sẽ ở đội đỏ. Với lợi thế được chọn trước sau khi cấm đi con bài Aphelios đang rất mạnh ở đường dưới, Elwes Gaming chọn cho mình bộ đôi Lucian và Nami để có lợi thế từ sớm. Các mảnh ghép còn lại của đội hình Elwes Gaming là Jack cho Fanre, Javan cho JJ và Orianna cho Scout. Bên phía Genji, Click cũng có được cho mình con bài tủ Lee Sin, trong khi Ruler và Lai có được bộ đôi Miss Fortune và Lulu được đánh giá là ổn định khi đi với Lucian và Nami. BDD quyết định mang lại con bài Seraphine trở lại với chung kết thế giới như một con bài tẩy để đi với Orianna của Scout. Bước vào trận đấu, sức mạnh của bộ đôi Lucian Nami đã được chứng minh khi mới chỉ 3 phút thi đấu, Viper đã có cho mình điểm chiến công đầu của Ruler. Tuy phải đổi lại một mạng về tay Life, nhưng Elwes Gaming vẫn có lợi hơn về mặt kinh tế lẫn kinh nghiệm. Đó là một pha combo tốc biến tuyệt đẹp đến từ kỳ kích của Yeye và có chiến công đầu dành cho Viper. 1-1, xạ thủ bên phía Genji đã phải lên bài đếm số rồi. Dịch chuyển và hai đến gần như cùng một lúc. Nhưng có vẻ như Genji đã không còn nguồn sát thương cần thiết để có thể chơi tiếp. Và họ thực sự đã có phần lép vế trong giao tranh ở những cấp độ thấp này. Với lợi thế này, chỉ 3 phút sau, Viper lại tiếp tục có thêm mạng hạ gục của Ruler ngay trước thềm trụ của đối phương. Rascal cũng đã cố gắng dịch chuyển để nhằm hạ gục Viper, nhưng bất thành khi bộ đôi của Elwes Gaming vẫn còn phép bổ trợ để chạy thoát. Rất ít máu, dùng tất cả mọi tài nguyên để có thể dứt điểm cho được Viper nhưng bị ăn kiệt sức, cho nên sát thương đến từ cái xe chỉ lùng kim không bao nhiêu cả. Click đang muốn sống âm, sát thương chưa đủ, xe chỉ lùng kim thêm một phát nữa không đủ chuẩn xác. Click cũng tương tự giống như vậy. Đó là pha đại thành công tới của Gaming, họ không hy sinh ai cả. Những phút thi đấu tiếp theo diễn ra khá chậm rãi khi cả hai đội đều không quá chủ động và chọn cách thi đấu an toàn, hướng về cuối trận. Chỉ khi đến những tình huống cạnh tranh ở sứ giả ở 16 phút 14, sau khi có được sứ giả, Elwes Gaming bắt đầu tấn công vào Genji. Những tình huống bão đạn quá đẹp của Ruler đã chia cắt toàn bộ đội hình của Elwes Gaming. Tưởng chừng như đội tuyển áo đen sẽ thua giao tranh, nhưng Scout đã xuất sắc níu lại hy vọng cho Elwes Gaming khi mang về hai mạng hạ gục liên tiếp. Cả hai đội kết thúc giao tranh với lượng tiền chênh lệch vẫn nằm ở bên phía của Elwes Gaming. Chưa, Lai có thể sẽ phải chết. Không, đừng bao giờ có thể khinh thường Lai trong pha này. Nhưng bây giờ Ruler làm sao chạy đây, anh ta đang chờ đợi cho cái tốc biến của mình hồi lại. Hơi khó, Lai làm tất cả mọi thứ để cho đồng đội của mình sống. Nhưng rất đáng tiếc, đây là Ruler chứ không phải là Lai. Cảm tưởng như cả hai đội chỉ muốn tương tác với nhau khi bắt đầu có mục tiêu lớn. Vì mặc dù với lợi thế có được, Elwes Gaming vẫn không chủ động đẩy cao đội hình. Và Genji liên tục né các tình huống giao tranh nhiều hết mức có thể. Với thế trận kéo dài, đội hình hai hỗ trợ của Genji càng lúc càng vượt xa EDG khi mà lượng khiên ảo và hồi máu đến từ Lulu và Seraphine là quá nhiều. Và khi đang cố gắng kiểm soát cánh rừng trên, xạ thủ của Elwes Gaming đã dính combo khúc ca lan tỏa và bão đạn. Hạ gục được Viper, Genji tiến lên hạ gục thêm cho mình được Jack của Fanre trước khi có được bùa lợi Baron không lâu sau đó. Genji chính thức vươn lên dẫn trước. Rascal tới, nhưng này bị Genji sát thương quá lớn, lệnh sóng âm giữa chân, rừng của đối thủ lại Clip vẫn đang quẩy quá kinh dị, cùng với lại Rascal, cánh còn lại từ Fanre một mình chấp 3, bây giờ là chấp 5, không thể nào chịu nổi. Rascal là người đã giúp cho đồng đội của mình có được bài gục, đó là BDD, và Baron giờ đã kết hợp với Genji rồi. Nhưng sau đó, đến lượt Genji chần chừ trước các lợi thế có được và để cho EDG bắt lẻ, kéo dài trận đấu cho đến khi rồng ngàn tuổi xuất hiện. Tận dụng sự xuất hiện của cả 5 thành viên của Genji, Fanre đẩy thẳng vào nhà chính của đối thủ, Scar cũng dịch chuyển đến để hỗ trợ dứt điểm trận đấu. Genji lại một lần nữa lưỡng lự giữa việc biến về và ở lại hang rồng. Một mình Rascal là không đủ để ngăn cản hai người của Elwes Gaming. Genji thất bại ở ván đấu đầu tiên sau 37 phút thi đấu. Từ cả Scout nữa, Jack đang đẩy rất lực ở khu vực đường giữa và kết hợp theo lộ Scout cũng đang đánh hai màn hình. Và đó sẽ là nhà chính cho các thành viên của Elwes Gaming, họ thắng ván thi đấu đầu. Game đấu thứ hai. Sau ván thua đáng tiếc đầu tiên, Genji trở lại vùng an toàn với các quân bài thuận tay như là Renekton cho Rascal, Azir trong tay của BDD và Jhin cho Ruler. EDG thì đáp trả lại bằng một đội hình theo meta và có phần tập trung đánh xoay quanh Jinx của Viper với sự hỗ trợ từ đường giữa Ryze, rừng Javan và hỗ trợ Lulu.
Có được những lựa chọn thuận tay, Genji Esports thi đấu vô cùng hiệu quả. Điển hình là khi Rascal bị cả ba thành viên của Edward Gaming băng trụ từ sớm, anh vẫn câu được rất nhiều thời gian của đối thủ. Đang chờ đợi cho pha lao vào, một cú dịch chuyển đến từ Scout và lợi thế lính của Scout khu vực giữa cũng giúp cho anh ta có quá nhiều thời gian ở khu vực này. Rascal bị mất tốc biến và ta phải bỏ chạy trong tình huống này. Tôi nghĩ là trong giai đoạn sau, một cú thảm họa là đủ để có thể miêu tả được cái giai đoạn đi đường từ Rascal ở trong khoảng thời gian sau của trận đấu rồi. Nữa này, ơi, không băng được lần Rascal không về. Rascal không về và cái cách xử lý của anh ta khá dễ đoán, khiến cho Yeye tiếp tục ra đây, có lẽ là nên làm chậm trước đến từ cái GW và sau đó có một chiến công đầu cực kỳ dễ. Chỉ 6 phút sau, Rascal thành công solo kill được Gray của Fanray và chính thức vươn lên dẫn trước ở khu vực đường trên. Rascal đang muốn có pha gây sát thương lớn nhưng mà cái đúp thì chưa thể nào có thể đảm bảo được. Đã sử dụng đúp bật luôn cả chiêu cuối để thể dứt điểm cho được Landry. Landry mất tốc biến chạy bỏ thêm cả chiêu cuối và Rascal solo kill thành công. Một phần đứng ở bên trong bù rất lâu và cơ hội cho Rascal trả thù đã có. Và đó là màn hạ gục đầu tiên dành cho bên phía của Genji. Với khoảng trống quá lớn có được từ đường trên, các thành viên của Genji đã rút kinh nghiệm từ trận đấu trước khi liên tục tấn công từng vị trí của Edward Gaming. Click đi đến đâu, nơi đó Genji sẽ có mạng. Trọng trách rất tốt, nhưng mà Click có pha sút về rất ổn. Viper đã không còn cái tốc biến nữa, ta đang tiếp tục bị gây sát thương, đang trong trạng thái hóa và không có cách để cho pha vừa rồi Ruler có được mạng gục, nhưng ít nhất cái kết quả tốt vẫn nghiêng về dành cho các thành viên của Genji. Chỉ sau 16 phút thi đấu, đội tuyển Hàn Quốc đã có cách biệt 3.000 tiền và dàn trụ ngoài của Edward Gaming. Thần dựng ra, nó làm chậm Yeye với hai phát súng đầu tiên, quay ngược trở lại đáp lại điện chấn và cố gắng combo ngược trở ra để né phát bắn thứ tư, nhưng không thể nào sống nổi. Sát thương đến từ độ long đức là lớn đến từ vị trí của Clip. Phút thứ 27 của ván đấu, JJ đã thành công khi combo Hoàng Kỳ và giáng long kích vào cả Clip lẫn BDD. Nhưng khi mà cách biệt quá lớn, đội hình của EDG không đủ sát thương để hạ gục bất kỳ ai của Genji cả. Đội tuyển của Trung Quốc mất cả 5 người và toàn bộ công trình đường giữa. Điều duy nhất ngăn cản Genji với chiến thắng là nhà chính của Edward Gaming. Nhưng với thời gian hồi sinh vẫn còn quá ngắn, các thành viên Genji chọn lựa là rút lui khi đã lấy được thêm hai trụ bảo vệ nhà chính của đối thủ. Dụ dỗ khá hay, Rascal bật tất cả gì có thể là có thể bắt được đối thủ. Một pha nhảy vào, đang muốn nhắm vào người hữu xạ thủ của đối thủ. BD lao vào tấn công, Meiko đang bị đối thủ gây sát thương và đó là mạng gục dành cho Ruler. Phía cánh còn lại đánh đôi bàn thông độ, Rascal bắt đầu tấn công mục tiêu còn lại. Đó là Planre lướt lên, gây sát thương cực kỳ lớn. Planre kiếm được nọ tự thủ nhưng ta không thể nào có thể tự thủ được và chiến thắng dành cho Genji sau pha giao tranh cực kỳ mãn nhãn vừa rồi. Rơi vào tình huống có quá ít sự lựa chọn, đội tuyển Trung Quốc đánh cược cả ván đấu vào hang Baron. Và khi mà Clit đã cướp được bộ lợi tím, Edward Gaming tan rã. Họ biết bây giờ con đồng lửa ăn được thì cũng như không mà thôi. Một pha cướp được không cướp được Baron. Clit cướp được nó xuất cả chia ra. Và người đang bị cô lập lại là Viper. Viper nằm xuống, tiếp theo là Zavan đệ tử. Clit đã có màn tỏa sáng rất tốt. Landry đang phải bỏ chạy, rất nhiều sát thương dồn vào người Landry. Landry nổ được bắn, thêm nữa là sự hỗ trợ từ Meiko. Landry bắn rất rác, sát thương đang dồn vào người. La đang chạy lên để hỗ trợ, BD đẩy khá tốt. Landry vẫn đang muốn quay trở lại bắn thì phải, anh ta đang bắn rất nỗ lực, đạo thuật được kích nhưng không sống nổi. Và Scout kỳ này bây giờ mới chưởng, nhưng mà chưởng hơi khó, quá nhiều đồng hồ. Liên minh hồ đồ được tạo ra, còn trong đó liên minh Lai đang được tạo ra. Scout đang muốn lao lên tấn công nhưng không được phát bắn đến từ Ruler là quá tốt đi. Genji Esports kết thúc ván đấu sau 30 phút thi đấu với cách biệt là 15-3 về điểm hạ gục, cân bằng tỷ số là 1 đều. Sau ván đấu thứ 2 thất bại toàn diện, Edward Gaming quay lại với cặp đôi Lucian và Nami. Victor trở lại đấu trường chuyên nghiệp trong tay của Scout. Với đội hình này, EDG thể hiện rõ ý đồ muốn đánh mạnh về bắt lẻ và giao tranh ít người. Đội hình của Genji Esports ở ván thi đấu này thì không quá khác biệt so với ván trước, chỉ khác là sự xuất hiện của con bài Zoe chứ danh trong tay của BDD. Tận dụng lợi thế đẩy đường mạnh hơn Victor giai đoạn đầu trận, Zoe của BDD di chuyển sớm lên đường trên cùng Clit và Rascal hạ gục Fanray. Chiến công đầu dành cho Genji. Đồng thời điểm đó là hoàn thành được. Nhưng tình huống này hơi khó nha, 1v3 không có tốc biến và đây chắc chắn sẽ là điểm hạ gục Đức Dương dành cho BDD với một tình huống dịch chuyển lên cánh trên của bản đồ. Cặp đôi Lucian và Nami vẫn rất là mạnh ở giai đoạn đầu trận khi liên tục ép lui Miss Fortune và Lulu vào trụ. Nhưng Viper có vẻ quá hừng khi bị dính phải một phát bắn từ trụ khi cố đánh vào Miss Fortune của Ruler. Viper nằm xuống khi bị Lulu của Lai hạ gục. Meiko cũng đã hạ gục được Lai báo thù cho Viper. Nhưng với việc Miss Fortune còn sống, bước tiến sức mạnh của Viper đã bị chậm lại hơn so với ván 1. Có mạng dành cho Lai vừa đứng dưới, cũng là một tình huống tốc biến nhưng có kiệt sức. Sát thương là vẫn đủ bởi vì thiêu đốt nó đủ đam. Với chất tướng giao tranh không mạnh cộng với việc không có sự áp lực cần thiết, khi các giao tranh lớn diễn ra, Lucian hoàn toàn lép vế trước Miss Fortune của Ruler. Vẫn là phong cách thi đấu né giao tranh cho đến khi có mục tiêu, nhưng lần này Genji Esports đã làm tốt hơn khi liên tục thắng các pha giao tranh ở phút thứ 8, phút thứ 12, phút thứ 14 và phút thứ 17. Công nghệ Lee Sin đã bị hack và phải lên bảng điểm số. Các bạn là Zava đã bị hóa cóc và phải lên bảng điểm số rất sớm. Rascal bật thần cá sấu và Can Planre cũng đã gục.
quá áp lực, nó khiến Rasko không thể tiết kiệm thần cá sấu được nữa. Cắt vào sát đầu, có lẽ là cần có một cú sút ngược, nhưng đó không hẳn là một cú sút ngược nữa, bởi vì cái lực góc độ mà sút của Clit nó không được đẹp, nó chỉ khiến cho đối phương bị ép vào tường mà thôi, và lại có mạng cho BDD. Quả này thì Oliver toang rồi, Thủy Ngục kích hoạt được cả cái sốc điện, nhưng Lai vẫn còn 300 máu để sống. Một pha nghịch xa bỏ hai con linh đánh xa, và BDD chỉ dừng lại cuộc phiêu lưu của mình ở đây mà thôi. Hai cái bong bóng ngủ vừa rồi thì lại là một trong những ví dụ nữa để minh chứng rằng là BDD đang là pháp sư chơi hay hơn trong ván đấu thứ ba. Ngược trở lại thì con sứ giả thứ hai này được thả khá là vội dành cho bên phía của Genji. Họ quay ngược trở lại, đối phương ăn con rồng 2 thì họ đang chuẩn bị ăn vào các thành viên của phía đối phương. Viper vừa rồi đã sử dụng cái thanh tẩy, JJ phải chạy phía bên kia, Rasko kích cái thần cá sấu nhưng ta phải rút luôn mà thôi. Click đang chặn đầu, nổ lông cướp được bao nhiêu người đây. Và đội hình đến từ bên phía của Genji sẵn sàng để có thể tấn công vào Viper. Viper vẫn còn sống nhưng đó chỉ là một giây sau mà thôi, khi mà đội hình đến từ bên phía của Genji đã tiếp cận, dứt điểm được luôn cả xạ thủ và hỗ trợ đến từ bên phía của Genji. Đội tuyển Hàn Quốc vươn lên dẫn trước cách biệt 5.000 tiền chỉ sau 17 phút thi đấu. Tương tự như ván thi đấu đầu tiên, Genji Esports không đẩy mạnh lợi thế có sẵn và để đội tuyển Trung Quốc gỡ lại dần dần. Phút thứ 32 của ván đấu, mặc dù đã có được Baron và ép lui được hỗ trợ Meiko của Edward Gaming, Genji lại lưỡng lự nửa đánh nửa lui. Edward Gaming tận dụng ngay cơ hội này và hạ gục cả 3 thành viên của Genji, chỉ đổi lại hai mạng của JJ và Fanre. Đúng bóng ngủ, ép cho JJ phải thấp máu, không còn rừng để có thể tranh chấp. Và quyết định đến từ bên phía của Genji là sẽ rush vào khu vực hang Baron. Baron đang được giữ lại dành cho Ruler, có ý định để có thể phản công ngược trở lại. Nhưng đó là tình huống mà JJ cũng đã phải lên bảng điểm số. Rasko bơi, Rasko vẫn có khả năng thoát về được. Nhưng phía bên kia là Scout vẫn đang còn sống. Dù trước đó là đội hình đến từ bên phía của Genji đã tập trung cái lượng tài nguyên để hệ tấn công vào khu vực hang Baron, nhưng hai mũi nhọn gây sát thương, đó chính là Viper và Scout, vẫn được xả ở hàng sau. Tuy nhiên lúc này lại đến lượt Edward Gaming lại chần chừ và kéo dài trận đấu. Chỉ đến phút thứ 38 của trận đấu, Scout có góc rút lui khá xấu khi đi thẳng vào vòng tay yêu thương của Rasko. Đường giữa của Edward Gaming nằm xuống mà không gây được một chút sát thương nào. Meiko cũng nằm xuống không lâu sau đó. Genji Sport tiến lên hạ gục được thêm Fanre trước khi tiến vào nhà chính của Edward Gaming, dứt điểm ván đấu sau 40 phút thi đấu. Đội tuyển Hàn Quốc vươn lên dẫn trước 2-1, đặt một chân vào trận chung kết. Viper không được chơi, đang hút máu từ chim. Nhưng Viper đã bị ao của giao tranh rồi, Fanre thì cũng vậy. Bị trừng phạt đúng rồi, phải lên bảng điểm số. Ruler có thêm một chỉ số hạ gục cho bản thân của mình, mất 3 thành viên quan trọng. Một mình Viper thì đem kiểu gì trước 4, trước 5 con quái vật ở đây. Hai chủ nhà chính đang là mục tiêu dành cho bên phía của Genji. Viper bị đá, Viper vẫn còn sống sót, nhưng chủ nhà chính thứ hai đã bị phá hủy. Và đội hình đến từ bên phía của Genji vẫn đang còn đủ 5 người. Rasko chủ động tốc biến đối hệ, dứt điểm từ Viper. Nhận thấy thất bại đến từ ván đấu thứ 3 không phải đến từ những lượt cấm chọn. Edward Gaming lựa chọn đội hình không khác gì mấy so với ván thi đấu vừa rồi. Nhưng lần này các lựa chọn của đội tuyển Trung Quốc có phần thoáng hơn, đa dạng hơn ở cách triển khai khi Kennen xuất hiện trong tay của Fanre và Zoe của Scout. À và họ thì cũng cấm đi Lee Sin của Clit nữa. Genji Esports cũng có các lựa chọn khá giống ván thi đấu trước, nhưng vẫn có những con bài để đối đầu với Zoe và Kennen. Azir cho BDD và Greytop dành cho Rasko. Trái với nhịp thi đấu chậm ở ván thi đấu đầu tiên, cả hai đội đã có những giao tranh sớm khi mà Clit bắt đầu xâm lăng rừng của JJ. Tuy nhiên, hai tình huống bóng ngủ liên tiếp của Scout là quá đủ để mang lại hai điểm hạ gục cho anh chàng này. Sát thương liệu rằng bên nào sẽ đủ đây điểm hạ gục chiến công đầu dành cho Scout. Bây giờ đang có hai bộ dịch chuyển luôn à? Dịch chuyển chạy để không đi, chạy được, ê, không chạy được rồi. Cả hai đội thi đấu như lột xác, liên tục ăn miếng trả miếng ở những phút tiếp theo. Phút thứ 16 của trận đấu, thành công khi có được dòng lửa, các thành viên của Genji lại chọn quay lại tấn công Edward Gaming thay vì lui về. BDD và Clit bị ép góc, Ruler lại tung ra bão đạn không có một chút áp lực nào cả. Và khi Kennen đến, đội tuyển Hàn Quốc tan rã, bỏ lại 4 mạng, chỉ còn Ruler chạy thoát. Ôi! Đại địa chấn quá đẹp, đi bóng ngủ trúng được vào người của BDD, BDD đẩy một thành viên của đối thủ ra. Đấy là cú bão sấm sét quá tuyệt vời đến từ Vanre. Thảm họa dành cho bên phía của Genji đang mở ra. Rasko đang muốn bắn nhưng hơi khó, anh ta đã bị hủy diệt trong pha này. Ai sống? Đó là Ruler vẫn còn sống trong pha này. 6 phút sau đó, các thành viên ở Genji như lại gặp deja vu. Sau khi thành công có được dòng nước nhưng thay vì rút lui, đội tuyển xứ Kim Chi lại quay lại tấn công đối thủ. Ruler tiếp tục có một bão đạn không có một chút áp lực nào cả và lại một lần nữa Fanre với quân bài Kennen quét sạch Genji.
Edward Gaming có được 4 mạng, chỉ còn Ruler là thành viên duy nhất của Genji Esports sống sót. Máu đạn được tung ra, Clip lao vào tấn công, anh ta có được cô đồng trong cái đó, Chi mất rất nhiều máu. Scout đang phải lùi ra, Clip né được khá nhiều kỹ năng của đối thủ. BD lao vào tấn công, đẩy được một thành viên, mặc dù tóc biến nhưng mà phải bỏ chạy. Kennen bỏ xâm xét quá khủng khiếp, mất tóc biến rồi. Ruler Rasko phía này đang bắn rất rác vào người của Blanre, anh ta sử dụng cho cú chức điểm được đối thủ. Genji thành công với cô đồng nước và bọn họ đang cố gắng lùi về. Bông ngủ quá chuẩn chỉ và chắc chắn cái chết đã chọn đường trên bên phía của Genji rồi. Phút 27 của ván đấu vẫn là ở khu vực hàng rồng, nhưng lần này Edward Gaming đã không để cho Genji được chạm vào rồng như hai lần trước. Genji Sport một lần nữa lưỡng lự khi muốn nửa đánh nửa lui. Edward Gaming là đội quyết đoán hơn khi hạ gục rồng và có được 4 mạng hạ gục trước khi lấy luôn bùa lợi Baron không lâu sau đó. Được khai thác cái tầm của Genji, Scout gần sau chuẩn xác, bong bóng ngủ quá tuyệt vời, mất đi cung phong linh nhưng chưa chắc gì sống. Ruler đã bị hạ gục, đại địa chấn dồn và Lulu nằm xuống. Rasko đang cực kỳ đơn độc. Genji họ sẽ bị quét sạch trong pha này, bắn được vào bên trong hàng thông nổ phía cánh còn lại. BD đang muốn solo kill nhưng chơi lại được không đây? Câu trả lời là không thể nào. Với bùa lợi tím cùng với sức mạnh cấu rỉa đến từ Zoe 905 của Scout, Genji bất lực nhìn anh chàng này làm từng thành viên biến mất. Edward Gaming cân bằng tỷ số 2 đều sau 31 phút thi đấu trên đôi vai của Scout với KDA khủng khiếp 12-07. Thoát khỏi cái lượng sát thương đến từ BD, ván thi đấu này đã thuộc về đại diện của phía LBL với chiến thắng dành cho EDG, cân bằng về cái tỷ số của cặp trận BO5 này, 2-2 dành cho cả hai đội tuyển. Xin chúc Game 5. Bước vào ván đấu quyết định, cả hai đội tuyển quay về bản ngã của mình, chọn lấy những vị tướng hết sức thuận tay, không còn một quân bài tẩy nào được đưa ra. Redatong trở lại trong tay của Rasko, xin giao cho Clit, Orianna cho BDD và bộ đôi Miss Fortune, Rakan cho đường dưới. Về phía Edward Gaming, họ cũng có một đội hình không mấy khác biệt so với Genji. Gray đối đầu với Redatong, Javan cho JJ, Rai cho Scout, cặp đôi Jin và Leona cho Viper và Meiko khi mà Lucian đã bị cấm đi. Nhịp độ trận đấu của ngày thi đấu hôm nay vốn đã chậm, nay còn chậm hơn khi hai đối thủ đánh rất kỹ, cố gắng không để lộ sơ hở. Phút thứ 5, sau khi né được tình huống combo đến từ Javan của JJ, thay vì đi về thì BDD lại bắt đầu di chuyển khó hiểu về phía sông. Hậu quả là tuyển thủ đường giữa của Genji phải nằm xuống dù đã phải đầu tư tốc biến để chạy thoát. Bám trụ farm khá là tốt, 131 so với phút thứ 14 của ván đấu. Dịch chuyển ngay lập tức đến từ Scout được thực hiện xuống khu vực đường dưới. Chiêu cuối của anh ta vẫn đang còn, đợt lính cần phải đẩy vào đến từ Viper. Phía bên kia thì JJ đã chuẩn bị có ý định can thiệp. Clip một lần nữa, hơi xa và liệu rằng có can thiệp kịp hay không đây. Scout là người lại đang bật lại quay ngược trở lại. Bảo đạn được tung ra nhưng đó là tình huống mà bộ đôi đến từ bên phía của Genji phải rút lui. Phía bên kia Clip bắt đầu lao vào với một cái bán nguyệt thương của mình và anh ta đã đâm chết được Scout. Sit down dành cho Clip. Quay ngược trở lại đến phải... hình của phía EDC. Clip ủa sao lại hưởng vậy? Sân khấu được dựng ra, lệnh sóng âm đến từ BDD chưa đủ áp lực bởi vì lượng trang bị của anh ta chưa có nhiều. Vẫn còn 100 máu dành cho Ruler trong cái tình huống bắn vừa rồi của Viper. Ôi BDD đi xa rồi, chủ động tốc biến để tiếp cận đến từ JJ. Nét vẽ chết chóc vừa rồi cũng không trúng vào người của Ruler. Những phút tiếp theo, Genji vẫn giữ nhịp độ thi đấu chậm quen thuộc như những ván đấu trước đó và có phần thụ động hơn khi luôn là đội di chuyển chậm hơn, chủ động bỏ các mục tiêu lớn để có thời gian farm. EDG thì tận dụng cơ hội này và chỉ sau 20 phút, phần rừng của Genji đã thuộc về đội tuyển Trung Quốc cùng với khoảng cách là 4.000 tiền. Bước ngoặt của ván đấu diễn ra ở phút 23 khi đang cạnh tranh ở khu vực hàng rồng. Mặc dù đã có được lợi thế về người khi hạ gục được Leona của Meiko, Genji Sport lại thể hiện sự lưỡng lự khi mỗi thành viên lại đánh một mục tiêu khác nhau. Cái giá phải trả cho sự thiếu quyết đoán này là 5 mạng hạ gục cho Edward Gaming, một con rồng gió và bùa lợi Baron chỉ sau 24 phút thi đấu. Đang nỗ lực để né Rasko phải tốc biến để hỗ trợ đồng đội của mình. Scout vẫn đang chi cánh rất tốt, đó là pha đại địa chấn rất đẹp, dứt điểm được hai thành viên của Rai trưởng quá thốn đi. Clit có thể là nạn nhân tiếp theo. Phía bên này Ruler cũng kịp trả thù, nhưng cái giá phải trả là con rồng thứ 3 trong ván thi đấu và pha giao tranh thắng lợi hoàn toàn cho chết của Gaming. Khi mất lợi thế từ quá sớm, Genji Sport hiện nguyên hình về lại lối thi đấu thương hiệu. Họ chủ động bỏ mọi mục tiêu, không hề có sự chủ động nào để níu kéo lại ván đấu. Phút thứ 30, Clit và Rascal thi đấu khó hiểu khi di chuyển quá cao ra khỏi khu vực nhà chính. JJ tận dụng cơ hội sử dụng đại địa chấn bắt được vào Clit. Mất người đi rừng, Genji bất lực nhìn Edward Gaming tiến vào hạ gục Baron lần thứ 2 của ván đấu trước khi tiến vào và phá hủy nhà chính của Genji Sport không lâu sau đó. Halloween mà Genji cosplay SKT, cosplay nhầm năm. Đáng lý ra phải cosplay SKT nhưng mà cosplay T1 như thế này thì không ổn rồi. Ván thi đấu này đang dần thuộc về trong bên phía của EDG rồi. Bùa lợi Baron thứ 2, cơ sở dứt điểm ván đấu sẽ là có.
Với chiến thắng này, Edward Gaming là đội tuyển thứ hai có được tấm vé đến với vòng chung kết, nơi họ sẽ phải đối đầu với đương kim vô địch thế giới Damwon Kia để giành lấy chiếc cúp danh giá nhất của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại. Một sân bay giúp cho các thành viên của Gen Z trở về nhà. Đây, một pha lao vào đất từ Chi. Rascal đang bị nỗ lực tấn công. Còn trong đó phía cánh này Viper bị khai thác nhưng không thể nào dứt điểm được. Viper bắn quá nát. Cánh còn lại Chi đang múa. Scout sử dụng vòng xoáy không gian hỗ trợ rồi của mình. Chi vẫn còn sống. Còn Click thì không được may mắn như vậy. Rồi, xong Ruler rồi. Anh ta đã bị kẹt giữa gọi là vòng vây của đối thủ. Ruler bất lực hoàn toàn. Còn trong khi đó thì BD đang nỗ lực để có thể bỏ chạy nhưng anh ta không thể nào thoát đi được. Anh ta đang tìm một cách để có thể tẩu thoát. Nhà chính sẽ nổ và Edward Gaming là đại diện của EPL bước vào trận đấu chung kết đối đầu với Damwon Kia. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhìn lại một vài thông số nổi bật của ngày thi đấu vừa rồi. Có một điều đặc biệt của chuỗi BO5 này là đội tuyển nào có được trụ đầu tiên sẽ là đội chiến thắng. Tuy vậy, thay vì đẩy nhanh tốc độ trận đấu, cả hai đội lại chọn lối thi đấu chậm, ít tương tác. 40 phút 12 giây là thời gian ở ván thi đấu thứ 3. Đây cũng là một trong những ván thi đấu có thời gian thi đấu dài nhất trong tổng số 10 ván đấu tại vòng bán kết lần này. Cũng ở ván thi đấu này, mặc dù là đội có được chiến thắng, nhưng cả 4 trên 5 vị trí của Genji Esports đều có lượng sát thương thấp hơn so với các thành viên của Edward Gaming, trừ vị trí đi rừng. Và không chỉ ở ván đấu thứ 3, sát thương trung bình mỗi phút của Genji Esports thua thiệt hoàn toàn so với Edward Gaming khi so sánh ở cả 5 ván đấu. Đặc biệt là ở vị trí xạ thủ khi Ruler đang có một ngày thi đấu dưới sức, chỉ gây được có 382 sát thương mỗi phút so với 562 sát thương mỗi phút của Viper. Và đó là những gì đã diễn ra trong cuộc đại chiến Trung Hàn giữa Edward Gaming và Genji. Hai cái tên cuối cùng sẽ bước vào trận chung kết tranh chiếc cúp công lý sẽ là Damwon Kia, hạt giống số 1 Hàn Quốc và Edward Gaming, hạt giống số 1 Trung Quốc. Liệu Damwon Kia sẽ tiếp tục kéo dài triều đại thống trị nền Liên Minh Huyền Thoại của mình hay Edward Gaming sẽ trở thành đội tuyển Trung Quốc đầu tiên giành thắng lợi trước đội tuyển Hàn Quốc tại một trận chung kết của một kỳ chung kết thế giới? Tất cả sẽ hạ màn vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Hãy cùng Cà Phê Liên Minh theo dõi trận đấu hấp dẫn này và xin hẹn gặp lại các bạn ở các clip lần sau. Nhớ like, share và subscribe cho các nội dung của Cà Phê Liên Minh để chúng mình có thêm động lực tiếp tục ra video trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.